lên phía trên nè. Bây giờ thì không có treo lóng nữa mà cưa do nó ngã xuống luôn. Đâu khoảng 4 tấc thì. Dùng mấy cái miếng nem nữa kê để cho nó đừng có bị hiếp cái miệng lam. Phụ vô có từ trong hông trong gốc cây ra tới ngoài đây. Ở trên này thì có bị cái máy nhà vệ sinh đó. Ah!
cắt cắt giùm ba con thêm mấy miếng nem nó trộn lúng lúng vậy mà nứt nứt cái đường thép đó luôn, cay quá vậy. Mà nền đan không bị gì hết trơn, dính chất dầu thôi. Chú dân lên phía trên mái nhà để kéo luôn rồi, bay ra là buông. Này bà có hoa cọc hai con dây luôn. Các chừng nhào bay ra khỏi cái khung sắt đó mới chứa đường mới kéo được á. Quẹt nhẹ chút xíu à, lóng quá trời mưa. Cắm không dây lóng dài giờ cắt bốn một phút bỏ. Sao cứ nói mấy bên lục lắm ngon không đâu. Yeah.
chim đầu tuốt trên đó. À, đóng chắc đóng khung sắt luôn. Nghe bị đó. Đó. Tôi gắn máy cưa coi có bị đinh ở trong thân cây không. Ừ, xuống luôn rồi. Xuống vũ máy cưa vậy. Nên sợ cái vàng sắt nữa. Thôi vào trong thân cây. Làm cho xong luôn mà không xong nữa. Mới bắt đầu giờ chiều. Đây, cơm ăn lại. Dạ có. Chú ăn cơm 11:50 à. Cưa từ hồi 8 giờ tới giờ. 3 tiếng mấy quá chịu. Đó, cái kẽm đó. Ủa? Chặt là mày kẽm đó. Ủa? Mẹ nhau luôn. Công nhau luôn. Sao đâu thấy không? Đó. Đó. Đây nè. Đây nè. Vô sao nó vô xì có chứ. Mẹ nhau. Đâu qua đâu, đâu bây giờ ba cũng tiếp tục leo lên. Đây là buổi chiều à, cưa cây này quá lâu. Cái đinh vô cọng dây chú ơi. Cái này gắt khúc ngắn bởi vì của Hoa sử dụng cái sợi dây nhỏ hơn. Ở phía dưới thì như là trúng đinh hay gì ở bên trong rồi. Con Hoa kiếm thì không thấy, chú Đường lấy dao chặt chặt mẻ cái dao luôn.
chỗ đường rút dây lại. Yeah.
sợi dây này à, đuôi dây treo nè, cột thêm để cho gị qua bên, gị vào chính giữa. Nãy giờ nó xề qua bên bên thôi. Chứ được dây kéo luôn. Cái nền đan này mốt ngay chỗ này sẽ làm khu phòng cháy chữa cháy của nhà hàng. Oh,
hỏi cho má. Chịu không nổi, mấy cười chịu không nổi. Cái dân cơ bị lưới gà rồi, bị lạng tùm lum. Nhóm Ba Cô Hoa cũng đã cưa xong cây dầu. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Quý vị và những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm thêm. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.